Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam tăng cường xả nước hồ dầu tiến về sông Vàm Cỏ Đông nhằm khống chế ranh mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất. Do ảnh hưởng của hiện tượng Enino, nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao và diễn ra cây gắt trên địa bàn tỉnh. Hiện mực nước trên các sông kênh rạch bị hạ thấp, ngoài ra xâm nhập mặn trên hai tuyến sông dầm cỏ đông dầm cỏ tây đã vào nội địa hơn 100 km tính từ cửa sông xoài rạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngọt tạo nguồn trên sông dầm cỏ đông để các trạm bơm lộc Giang a b quyện đức hòa và bà mùi quyện đức huệ vận hành bơm tưới cùng với đó còn có các tuyến kênh rạch khác trên địa bàn hai quyện đức hòa đức huệ cũng đang cần nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất vì vậy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn long an đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền nam cân đối nguồn nước hồ dầu tiếng tăng cường xả nước về sông dòng có đông để đẩy mặn đảm bảo các trạm bơm trên vận hành bơm tưới và các tuyến kênh tạo nguồn chống hạn phục vụ ổn định sản xuất và dân sinh